Đây là một cái lá số về phá tài trong sách của cụ Thiệu Vĩ Hoa. Âm nam, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1941 vào lúc 11:30. Ở cái đại vận Bính Tuất và lưu niên Đinh Mão thì nhà máy của mệnh chủ đã bị phá sản. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu nguyên nhân nhé. Trong cái mệnh cục này thì thân vượng và tài nhược. Tài tuy là thấu can và có căn, nhưng mà cái căn này rất là yếu. Cấu trúc thì nó hơi xấu một chút. Nó có cái cách cục là gì? Tỷ kiếp đoạt tài. Có nghĩa là liên quan đến vấn đề anh em bạn bè đồng nghiệp, có thể họ sẽ đến, họ lấy tiền tài, tài sản của chúng ta. Nhất là gặp những cái năm mà tỷ kiếp vượng nữa thì nó lại rất là xấu. Như vậy là tới cái năm Đinh Mão của đại vận Bính Tuất, tỷ kiếp xuất hiện ở trên thiên can, làm cho cái hỏa này càng mạnh thêm. Tỷ kiếp đoạt tài, và tỷ kiếp này nó cũng sinh cho cái đây nhá, tỷ kiếp này. Cho nên là cái tài này nó bị bay hết, dẫn đến việc là nhà máy của mệnh chủ bị phá sản.